nhiều lúc anh chơi xa đọa nhiều lúc anh chơi xa đọa cho nên cho nên có nhiều sai sót thì xin bỏ qua. Ok, nhưng mà không anh thì anh tất cả mọi người đều vui tươi vui vẻ đó. Bữa nay cũng cảm ơn các bạn thấy chưa dừng bữa tiệc nhỏ nhỏ. Ok, cuối cùng là everybody vui vẻ là mình happy rồi. Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thổi tắt lên. Happy birthday, happy birthday to you. Là màu mà áo trắng mà tắm tại vì á tại vì chúng sao nói không
bây giờ anh nói gấp quá hay là em đau cô mặt em mua cho anh cái áo màu vàng? Anh đưa áo đi, em nói với chị Lâm em đã nói với ổng rồi, mình không có áo màu vàng gì. Đúng, lấy cái áo màu trắng mua thêm hai nải chuối bỏ vô máy giặt, giặt nó ra màu vàng. Nó nói rồi mà ổng không chịu, nếu mà ổng giặt ổng ra màu gà. Đó ổng làm rồi, ổng làm hai nải chuối mới ra màu vàng, ổng muốn có hải hả? Ổng muốn đi nổi với trong đó, trong tấm vàng. Ổng muốn có nải chuối rồi, ổng ra màu vàng. Làm rồi, dạ, dạ, không biết. Thái sao thay cái màu cho của em. Trời ơi. Ổng sẽ ngồi qua đây được. Chỗ đó chỗ của Nam mà Thảo. Hôm sau Nam ngồi đây vẫn đứng còn có bên mình. Tôi xin lỗi Nam nhé. Tối nay hiện chiếc áo của mình Nam nhiều tối nay mình ra. Giết anh Thảo luôn đi. Anh đừng lo, hôm nay anh Thảo lại Nam có tay trái. Đéo nào tay giữa. Lo giờ giờ anh đã là giờ người ta cũng ta. Muốn không? Nhà không có nó chạy về lấy cái gì muốn nha. Không có cái đây là lòng mẹ lòng mẹ tôi là cho mẹ nó lâu bữa nay đóng nguyên nhập tâm nhé. Bên phái nữ bên kia là nãy giờ bên đây uống nhiều rồi. Sao chị khuyên cho quơ nha. Uber, Uber, kêu Uber cho anh về nhé. Bây giờ anh cho anh uống sâu luôn đi Uber. Anh nói vậy anh. Uber nhân quà. Uber nhân quà. Anh từng cho anh đi. Uống nhiều em. Uber nhân quà. Qua bỏ xô cái đó là đang ngủ này phải không? Hả? Đó là đang ngủ này phải không? Nó ngủ phải không? Felix á. À, nhớ hồi nãy cho tôi nói nào. Nhưng mày muốn ngồi đâu? Ngồi đây, ngồi đây. Ông xích cổ mày, 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 ông xích cổ m
mà để nó không tiếng nghĩ ra chứ 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 bé được 4 tháng rồi chuẩn bị kiếm ho đi. Bé được 4 tháng rồi về chuẩn bị kiếm ho đi. Hả? Anh chín này phải không? Ok, bến ho đi. Ở là nhiều lớp bây giờ đó. Ngô, cái này là màu hồng vàng. Hồi xưa đi học cũng là màu hồng vàng đó. Ở là nhiều lớp quá, cái đội màu đó. Hỏi ông tại sao lại nhiều lớp đó? Tức là giáo đó. Ngô, tức là giáo đi. Ngoài có hiếu của giáo đó. Em có lại có gì cô? Chứ không phải lấy chai nước 25 mình 90. Trời, em kêu là có 90 à. Đấy mình đợi số này mãi luôn á bạn. 100 nó kêu cho mày 90. 69 lộn ngược lộn xuôi. Trời ơi, sao bỗng sao lành. 61. Trời ơi. Cái này còn là ngứa đó. Gãi đi. Rồi em tưởng cho vô. Em đợi 59 em cầm gì em nói 59 rồi. 65. À. Kinh ạ, kinh ạ. Em đã nói cô tại năm. Ủa nó còn ngồi ăn nữa hả? Rồi mấy đứa nhỏ đâu rồi? Xuống đây ăn cái xì nè. Cho người ta còn ra vào thuốc nữa đó. Chờ chút. Để nó đi ăn gì đó lẹ lên đó. Mấy đứa nhỏ đâu? Phải cho thì tụi mày âm thầm tụi mày cho được rồi. Bây giờ tới mấy người là muốn cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ tao nói thiệt nha. Nguyên cái dòng nội ngoại còn có mình lên này á, mày lên đi. Tôi là chính không kịp nói gì chứ nó. Nó nhào tới nó cầm cái đó một hơi hết luôn rồi. Còn muốn cứ bà chính em nói là gì dạo. Giờ có đi về phương xa rồi, còn chúa đi về phương xa rồi. Coi xin mời. Chị Hảo đâu em kêu mấy thằng mấy đứa nhỏ này nè. Nó thoải mái đi, công chúa đang hai hoa bắt bướm. Nó thoải mái đi. Tại bắt hẻo, bà nghiệm mình con dòng bữa nay nổ dữ luôn á. Thôi, tắt tao tăng người vô thật quá. Tay ra nhiều lứa mệt đó. Tăng người vô chứ là mệt quá. Công công. Trời vô nói chuyện qua bánh xèo. Đem luôn à. Cô bữa đó đẹp rồi, chứ còn cho nói là cô kia còn đẹp hơn nữa. Con nào nhà hoàng à. Con nhà hoàng đó. Con nhà hoàng. Trời ơi, đâu có đẹp. Bé nó chỉ là nó sạch sẽ, nó sáng sủa thôi. Trời ơi, nó sạch sẽ. Nhưng mà dầm thật đó, thực tế con bé nó cứng lắm. Nhỏ nó mà bé nó sáng sủa. Chỉ khi con người ta mới lớn phải cứng chứ. Nó cứng mà. Đau còn cứng nữa chứ nhỉ. Mặt nó không có thiệu cảm lắm. Nó nhìn nó chưa lượt. Tại đi em rồi. Em đụng nó rồi, nó phê quá, nó đâu kiếm ai hơn được. Hồi xưa nó tung tên. Đâu chị lấy cái phone, chị lấy Facebook của chị ra đây, em bấm search cái tên nhỏ đó phải em cho chị coi. Tên nhớ của bạn mình nó đi qua đóng núi luôn. Nó có Facebook. Mà mấy năm giờ nó chẳng xin rồi. Tung tên nhớ của bạn mình. Bị ngờ sao nhỏ nó bị liệt luôn. Nhưng mà còn liên lạc không thầy mai. Mình hay nhỉ, hay em làm R khoát một em ấy bị tê liệt tình yêu. Không phải là tê liệt thần kinh, tê liệt tình yêu luôn. Tức là sống mình non. Trên 1000. Em chỉ thích trên 1000. Con Trang nó là gì? Thùy Trang. Thùy Trang. Thùy Trang. Thùy Trang. Phan hả?
nó nằm trong app fan của anh đó. Nó fan hả chứ? Nó nằm trong mạng của anh, em vô Facebook của anh được. Phan Thị Thị Trang. Nhưng mà phải nói nó bận đồ sang lắm. Trời ơi, cái nhỏ này nó không biết nó bận nhiêu tiền. Nó mặc quần ton không? Nó spend tiền. Con nhỏ này em, con này là trẻ làm người tình tốt chứ làm vợ không tốt. Anh thấy nghèo đi. Thì còn sợ nghèo thì chỉ biết giết mày mọi tiếng. Nó bị nhiều trang nữa thôi. Làm người tình này gút trà rồi. Bữa nào ông chạnh dễ sợ. Ông đu dây điện. Nên lên nghèo vô lên nghèo. Lên cao quá, lên cao quá. Nó hơn là nghèo sợ hốt hết. Trên trời có 7 tầng mây em đi tầng thứ 9. Đu dây điện hồi xưa rồi, nó đang đu chị Phan á. Làm người tình thì tốt chứ giờ lấy vợ cửa này cũng được. Mà mặt cái em với nhau nó chọi nhau. Chọi nhau à? Chọi. Điện với nó chọi thôi. Ông xài tài Phan không à, gặp nó thời đi học hai đứa Phan nhau. Để quýnh squash với nó. Thằng anh ơi, trên đầu nó đầu anh. Chị mới là đây, em này. Đang gỡ lại. Quýnh vô tường rồi. Râm cho nó chạy squash á. Nè. Ồ mà nó quá không hoàn hợp dữ lắm nha. Con này chỉ vậy mà mặt cứng đó, em đó đó. Con bé này đem nắm. Vậy mà hiện nó chê. Nó không có đi rồi cứ bùm mình. Đâu, nó máng cái cầu này xong rồi cái sụp xuống cái nó máng cái cầu mình. Cái que thôi. Cái cây tre đó. Cây kia vậy đó, cây gì đâu. Hả? Có. Có cây gì đâu, cây gì. Có nhiều chỗ đâu có cây gì. Vậy té sao? Thì mà đi hơn nha. Té không chịu. Té không chịu, đi hay thì đi qua thôi. Sợ ghê á. Có nhiều chỗ đâu có cây gì. Đúng rồi. Chung là cái cầu nó phải chiếu về quốc xuống mà nhỏ xíu xíu à. Nhỏ xíu xíu à mà nó cao, nó cao nhỏ quá cả đề tài vừa cho cái kinh qua kinh này qua kinh kia nó chui qua đó. Thì nó vừa đủ cho cái cầu lớn nó đi ngang qua cho nên nó phải làm cái cầu cao vút lên vậy. Chết mẹ ăn. Lỡ leo lên trên trên cái thằng bên đầu bên kia nó leo lên cái hai thằng đụng nhau. Mình cứ nghĩ mỗi lần leo lên cái cầu đó là mình nghĩ hai người thằng đụng nhau. Dạ chứ mẹ, cái mỗi lần lên đấy thôi cho em xuống rồi đi bộ đi chắc ăn hơn. Còn đi xe, trời mẹ, không tao thằng kia mình chui đủ về mình chết hết rồi, chắc ác luôn. Trời mình nghĩ là cái đường cùng không á. Không, đường nào cũng chết. Chết ác còn mừng chết tổng. Được rồi, đừng dắt chị ấy về quê đi nhá. Một là đập đồng và chảy sỏ ra. Xe chạy mấy tuần á. Xe chạy vô được rồi, bốn bánh chạy vô được rồi. Hồi xưa thì không có. Xe chạy vô được rồi, giống như chị diễn tả đó. Một là té bật cửa đập bể sỏ làm sao, còn không té ập cái chán bể sỏ làm chứ. Bữa đám cưới. Sau bữa đám cưới, anh này anh đã ngồi lên ăn chở. Nó chở ra lên tới dốc mà phải phóng lên chứ không ngồi là xuống lửa sao. Em nói thôi phóng xuống này để cho em đi bộ chắc cứu hồn à. Cho em đi mình đi, anh chết mình đi, em muốn chết kiểu này đâu à. Em về đi làm đi. Chắc kiểu này xấu luôn. Em thích chết đẹp, em thích chết xấu luôn. Vậy chứ đi Việt Nam chứ đâu có enjoy. Sợ quá. Lần nào về cũng là. Vậy ở Sài Gòn thì chỉ enjoy dân ăn bạc nguyên buổi trưa. Về ăn cái rồi vừa tắm cái em và bánh đúc à đi ngang lấy 10 chén đi xong rồi cứ bột chiên lấy 5 đĩa đi. Cái hàng nào rồi mới là 5 đĩa tôi sẽ gò nó cười hiếp mắt luôn. Bao cái hàng nhỏ xíu à mà trời quá trời rồi ăn nó đi ngang rồi mà chỉ được 5 lần đầu lần thứ hai thôi chứ lần thứ ba về ngán là đâu ăn đâu lúc đó là sao muốn nhưng mà thật sự sao đen nói ăn nhiều rồi chứ mình ăn được cái chén là mình ngán là tại vì mình cứ nghĩ là hồi xưa đồ ăn ngon mình thèm rồi thôi mua về đâu ăn không có trâu bóng tại sống sợ sống mà đi nhanh quá nó lỡ bò trời ơi không cho bây giờ thốn à, trời ơi, buồn, họ hai tuần cứ đi ra đi vô ăn xong ngủ chán chết mẹ luôn. Xong nói đưa đi chợ,
Cái này. Chơi chợ đi chợ bằng nghe. Đã đi chợ, đã đi vô từ ngoài rồi, vô nhà ông mất một tiếng hồ. Mà từ nhà ông mà đi ra chỗ chợ cũng một tiếng mấy đồng hồ, cũng đi ghe. Ghe xong rồi mình là người đầu tiên vô trước, tại vì mình là người đón đầu tiên. Mà thức muốn đi chợ phải thức 4 giờ sáng. Đứng ngoài đầu là đầu cái kinh nè. Qua cô bắt nó mới ghe mới đè vô. Đậu vô chứ tè. Cái lúc mà đi đón cái thằng đón thằng gần cuối cùng á, bà mẹ nó vừa ghe vô cái đâm mẹ cặp lên. Nước nó vô. Nước nó vô ghe mình sợ, mình đã không biết bơi mà mình sợ cái gì á, tại vì cháu ống bị gì á vô rồi mà. Cho nên mình sợ mình nói chết này. Sao giờ mình gặp mình ngồi cuối ghe. Chứ sao con nhỏ em chồng nó cứ múc nó mang ra nó không sao đâu, nó trời chị không biết bơi, sợ đỉa lắm. Sợ chứ con nghĩ sợ. Trời đi mà một lần mà thôi nó không đi nữa. Trời bị mấy bố vậy lúc. Xong thấy người ta làm mà mình ngồi không mình kỳ quá. Mình vừa thò chân xuống cái ao mình tính phụ xuống cái lại sập cái cầu. Trời. Đâm vô trong người hả, nằm một mấy ngày trời nằm trong giường không đi nổi luôn á. Cái cầu đó chắc là làm cho người dưới 50 kg. Xong thì hai người đó ngồi đó đã chẳng có làm rồi. Cái mình bữa thò một cái chân xuống rồi đó. Cho lấy cái nước ra cho không mua gì bởi sợ. Hồi xưa mới về kia chưa có washroom như vậy. Washroom giống như là cái giống như là đào cái hố vậy đó, xong rồi chụm cái đào là lên. Chụm cái gì? Giống như là cái lá, cái gì cắt lá vậy đó. Cắt lá hay là cái đầu mà xe máy mà hư xong rồi. Đầu xe lam á. Rồi là che vậy thôi, cái lỗ mà giống như là cái cái mặt cũng thấy mũi cái giỏ đóng cái gì đó đóng cái gì anh nhiều khi nhưng mà đi muốn đâm á lấy cái đầu xe chậm vô đó lấy xe từ lúc ra xong rồi mới về đi mua đồ để làm washroom. Trời ơi, sửa washroom mà hôm đó sửa là trời, bên qua bên nhà và chị dâu á, chị em bạn dâu á, nhà bà khang trang tử tế vậy á, chứ hỏi trời ơi, có washroom để đi tiểu nữa hả? Nhà không có washroom. đi tiểu kéo bà bên bà ngoại. Trời ơi, muốn là đi tiểu hay đi đâu á, bà chạy qua bên bà ngoại rồi đi kéo. Cái ao à. Làm. Đi ra cái ao à. Cái chỗ. Ừ. Xe nhà cũng xe washroom. Cho nên trời hôm đầu về sửa washroom cái không có chỗ. Phải đi tí là xuống ruộng rồi để đi giống như đi đồng trống á. Sợ rắn chết mẹ luôn. Kèo không? Đi theo không? Không cắt mặt cắt. Ra tới đó nướng mẹ thôi. Mà quỷ. Mà quỷ cái vụ đó là chứ cái gì kìa bạn? Lâu là. Lâu quá. Mình cứ sợ á. Tại vì không có cái gì xe cái mà. Hột nó bị thơ. Mình cứ phải ngó ngang. Đi hoài đi không xong. Khó lắm đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ sẽ thành đây nè. Mình về là dịp của dịp hai em á. Là cái dịp mà gặp vụ lúa xong á. Xong còn sót bao nhiêu á là ở dập giá. Cái xong rồi người ta thuốc trị sâu, trị sọ gì đó. Là nó thúi xuống là bắt đầu nó hóa thành con mũi. Trời mũi nhiều. Mình ngồi ăn cơm mà mới có 4 giờ chiều là phải ăn cơm rồi. Chứ không là 6 giờ là ăn cơm xong là chui vô mình ngồi đó. Chứ không dám ngồi ngoài, ngồi ngoài mũi ăn chắc không. Ngồi bây giờ quạt cái quạt rồi nè, đây cái quạt máy ông tay này mà tới mùa cái gì trời ơi mình quấy như là cái gì á, để cái quạt có để nước nó khỏi bu vô á, vậy mà nó hồi hai cái bên này chỗ nó sát nó ngứa mà ngồi gãi luôn, nó cứ vậy tay là ăn cơm hai cái quạt để hai sau mông rồi là mặc cái tay cứ vậy mày đó bút xúc cái này bút xúc nha. Bây giờ em bút xúc nha. Ăn cơm xong cái kè xuống rửa hộ rửa chén đó. Mới ngồi xuống cái mũi nó bu lại và đứng lại luôn. Đâu có làm gì mà ngồi được lâu đâu. Trời hai ba ngày cũng vậy. Nó sẽ ngồi mà ngồi yên một chút xíu nha là mũi chết à. Cho nên vừa nhặt dao vừa đứng lên. Rồi ngồi xuống cái mũi lại xong ngồi xuống.
Vậy á? Là ở, ở thành phố nào vậy? Thì thành phố nào mà dễ sợ vậy? Kể mình nghe coi. Đâu có. Không có dễ sợ vậy là. Mũi, tại vì cái mùa đó phần nó xuống xong nó hóa mấy con nó. Trời ơi, mùa đó, mùa đó nó. Nhưng mà tại vì nó em nó mới được rảnh thôi. Nó em nó là nghỉ được một tuần, sau mình lợi dụng đó mình nghỉ thêm 3 tuần, mình xin nó mới đi được 4 tuần. Chứ về Việt Nam mà tốn một cái bé mà kia nó đâu đi 2-3 tuần nó đâu có được. Tại vì cái giờ thời gian đó nó tưởng mà là phi trường nó mới tự đậu lại. Một năm 3 mùa. À. Nhưng mà ở dưới chỗ anh nói gì? Mình nghe Thảo kể chị Nhã tưởng nó Nhã có tài. Đấy, có tài. Có tài không? Miếu lại. Ở kinh cầu thì cao lắm. Bây giờ gia đình mình còn chưa nói chuyện, nó cứ bắt nói chuyện nhau. Có nghĩa là đi rồi đó. Mình đã không cấm rồi, mình cho thoải mái rồi. Nhưng có nhiều người vợ không cho phone về Việt Nam, nó lại nhảy, nó không lại... tốn mớ đúng không? Cho nói chuyện Việt Nam là tốn tiền á. Mình đã cho, mình đã cho nói chuyện thoải mái rồi. Phone về bao nhiêu tiền cũng cũng trả, mình đã không cảm nhận. Nhưng thích mà nói chuyện với bên kia, thích nói chuyện với chị. Mà cứ phone kia kéo mà xã giao. Con dâu quý, quý, con dâu quý mà. Dám quý đâu. Người này. Không phải đâu, trong Nam gọi là con dâu quý. Nếu ở ngoài quê con dâu quỷ của tôi đúng rồi. Quỷ ơi quỷ cho mày quỷ đi cho mày quỷ. Bây giờ tôi không trả tay nha. Quỷ ơi 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 là xin lỗi Hoàng Châu kẹt kẹt. Hoàng Châu kẹt kẹt. Sao không nói gì nghĩa một cái lớp thì đang chống lấy về nhà. Xong 12 lát về nhà là không còn chuyện châu nữa. Chuyện châu trong quỷ, trong quỷ. Người ta nói chửi cha không bằng pha tiếp đó. Này là đang hỏi thăm cha thôi. Chị Trâm mà chị phone về nói chuyện với gia đình chị có nói giọng Huế không? Không. Lai. Các mẹ. Mua. Nhiều gì á. Rồi về bên nhà ông á. Má, má ảnh ta nói, nó nói tiếng Trung mà không nghe vô cùng. Trung hả? Quá nhà anh người Trung hả? Sao mình cứ bày. Mà nếu mà không giống như nói chuyện á thì mình không có hiểu. À Việt Nam mà mình không có hiểu. Mình lơ đáng thì nói là sao con này nói chuyện nó mà nó cứ lơ nó không có tin mình thấy không? Cho nên mình cố gắng mình nghe mình giống như mình. Trời ơi nói chuyện. Trời ngồi mà nghe mà lắng tai nghe lắm mà mình không hiểu được đâu. Sao mình hỏi lại nó cái gì vậy mình không có hiểu. Xong rồi bà chị chồng bà nói trời ơi mẹ má nói tiếng Việt được thì nói tiếng thường được thì nói đi đừng có nói tiếng Trung mà nó không nghe được để nó phải cứ ngóng ngóng hoài. Trời ơi mình nó làm đây lúc nào mày trời ơi mẹ cho nó tiếng có hiểu không vậy còn tiếng đâu có giống như chuyện tiếng đường tiếng con tiếng đường tiếng con cái gì đó tiếng rồi tiếng rồi tiếng rồi con cười mẹ cũng cười mày cũng cười chứ cha cũng cười luôn mẹ con bé này em á nó có 3 tuổi về Việt Nam tôi và Hà nha, nó nói chuyện là mình nó sẽ già hẳn luôn. Về dưới quê ngấy nào mi làm cái gì vậy? Hắn trời nó nói tiếng Trung luôn rồi cha nội ơi. Nó nói nhanh, nó sợ luôn đó hả? Nhanh, nó tập nhau lắm. Trời ơi, nó làm con em nè, em đi về Huế nói tiếng Huế luôn mà. Ừ. Nó về đúng một tuần là nó nói tiếng là... Một tuần là em này nó mấy tuổi? Này, nó sắp đẻ lại. I wanna feel your hands, I love on my body. So pull me in closer, cause I need you tonight, yeah. Feel my heart.
tôi ham nhậu quá rồi. Chơi sao không? Tao muốn là tôi đi về. Nhà muốn. Kinh xem em nửa chai. Xong xuôi rắc nó lo cái chuyện đổ một nửa chai nữa. À, uống liên tục. Xong xuôi nhã nhã nó một cái chai, sang nửa chai đổ cái cuộc uống hai chai. Nó bị kẹt quay luôn. Mà bà đi quá. Đến bây giờ. Đúng rồi. Đến 2 giờ. Ủa chưa? Ngoài. Ngoài chỗ mình về nhà mình nhảy giường là 2 rưỡi về, trắng mà nhảy giường 2 rưỡi luôn à. Dạ. Mình ở đây mình về là ngoài 1 giờ, 1 giờ rưỡi có à. Không bánh lọt ăn rồi nha. Thank you bác, thank you bác chính. Mình làm bánh lọt cho mấy nữ ăn thôi, mình ngồi lên mình ngồi nhậu đâu phải ơi. Mở cái lâu lâu mới gặp mày nữa. Bác dạo này bỏ bia rồi. Đứng bếp rồi. Bác làm bánh lọt. It's called Billy. It's called Billy. For what? Oh, thôi anh. Không gì quan trọng mà. Xây bánh lọt lại nó cho như mấy có option gì á. Không phải tập thể dục. Ờ cái đó là bedding thôi, không có gì. Để mấy phone cho tiếng. Vậy hả? Thấy đâu bụng, thấy đâu bằng bụng đấy không? Hèn chi dạo này ông trốn, ông lật nó, mình hơi ổng hơi lớn. Mẹ mà zip bóp còn có mình quà, còn ai tôi thân đố mấy người luôn, tôi cho tiền mấy người luôn, dám bỏ tôi đó. Xin lỗi à. Hello. Bây giờ cơm phơm. Bây giờ chỉ còn mình ta trung hành với mày thôi. Còn mấy chị bỏ mày hết rồi. Nó bò nó lớn hết hả? Từ từ cũng tới tao hả? Dạo này mày mà ship này bỏ ra thứ 6 tôi cắt luôn á. Thôi qua con nó đi chơi bạn nó đâu có đón được tôi. Anh skip 3 đúng là ngày thứ 6 lần thứ 4 tôi khốn luôn á. Ừ. Thế Trung với Tiến trung thành đâu mới đi qua mà sáng đi làm 7 giờ mới đi qua. Trung còn là sân thăng nhảy dù chứ Tiến chưa nhảy dù. Chưa bao giờ đâu. Tiến có đặt đi chứ có nhảy lầu mà. Hôm qua hứa với Tiến là xuống. Đợi Hùng Tiến là hỏi đi ông em mà bận bận rồi thôi xong. Nghĩ rồi nó ngồi nó rồi, chắc hai anh em nó chở nó quẩy quẩy nó uống chai lại cho. Đâu biết ai là nói vẫn làm sao lại bỏ như đó đâu. Mấy tuần rồi hả? Để rồi ra. Đại tôi đấu với tôi toàn mẹ rồi, em đang lo chùa bếp cho vợ em. Đó. Đó là Hùng Anh tới. Là phở sẵn rồi, là bò nó. Ủa nó mới chưa đi mua em ở nhà em đang làm rồi, tới đón đó. Ok. Họ đi mình nó thôi, về bữa nay con mới tới đón ba lượt để xe được. Rồi xong rồi nộp lên kiếm thành tiền. Đội lão. Vậy mà với này nói chắc hai anh nhậu trên đó. Tại nhà trước nhật có mấy người hay nhậu mà. Mà mày muốn tao giữ mày một xíu với mày. Mày nhớ ước một chuyện tao danh dự mày, tao sẽ giữ mày một xíu với mày. Một cái mua cái đầm. Cái đầm. Cái đầm. À mặc đầm chứ mày nghĩ bụng thôi. Nghĩ là tại mày đâm xòe rồi đấy à. Xòe rồi. Không phải mày mua. Rồi đó xe tôi qua năm cái đầm ngủ đúng. Phải qua. Chưa. Bữa giờ tôi qua tôi thấy bà mặc quần jean luôn rồi chưa bao giờ còn nằm á. Ở đây thì tôi mặc quần jean về nhà hai đứa tôi mặc đồng rồi. Không mẹ không đừng mua cho tao làm xe mắc tiền lắm. Ở đây có bầu. Đúng. Công chúa mà đâu rồi? Công chúa đi làm xe nè. Ôi giời sao mặc được. Ôi giời sao mặc được. Để tao kể cho nghe, nãy tao với Thảo ngã ngồi trên xe con chú ngồi ra, biết con chú nói gì không? Ôi, con chim dễ thương quá ha. À, cái gì? Trời ơi, chúc mừng với bà Trung. Thiệt. Ôi, giống mình với Trung. Coi nè, cũng lãng mạn lắm á. Trời ơi, là trời. Nó quăng đồ đại cho mày chụp á. Còn con chú tao tù tin gì hả? Tao làm thơm mà lúc mày. Sao mày bảo tôi kiếm lúc mà kia chung xuống tao đâu. Tại không chú nhịn đi bowling không? Công chú nói bà mẹ sao chịu huyền chứ quýnh mà mình quýnh hoài không chú. Cái mình mới nói thì tại vì công chú quýnh xúc đẹp không mà nó không ra mà làm tôi xấu. Thì tôi đẹp tôi quýnh xúc đẹp chứ. Cái hồi gì chúc mừng bạn. Hiểu không? Hồi xưa lúc mà mình còn đi qua bên New Zealand đây chơi á, cái gà chim có nhỏ. Gà cháu á nó kêu chiu. Cái mình về thôi về tối mình về. Chim nha. Chắc còn chiều nó gặp chim cho nên nó nhớ cầm bố thôi. Đó thì đúng rồi. Nó còn xuống ngoài nó tính bơ luôn ạ. Nó không ngượng miệng. Trời ơi, chiếc ba dễ thương, hung nữa. Ủa, đồ con ta nhìn ra. Đó, ba chân trời, giống như mình với chung. Thì biết con sắp sử mà con chú biết sắp sử có Olympic hoặc là nó sợ. Đó,
Bởi vậy á, đừng có bao giờ tin đáp bà cho là bà ngứa lắm á, bây giờ mua vậy hả? Bên đây. Tại vì nhà có Châu cho tưởng nhà sống chứ không biết đâu. Nhà Châu của mình Châu có bóc pha lộ không? Ủa là sao? Hiểu rồi, hiểu. Mày chờ người ta, mày từ từ một chút mà hiểu. Mày chờ tụi tao lên trên kia rồi mày muốn làm gì? Cái gì mày đứng lên mày chờ mày thấy ngơi vậy hiểu? Kệ anh hiểu, ai nói gì nói. Ờ đúng rồi kệ. Không làm khó được hiển đâu ha. Rửa tay anh rửa tay không có rửa tay cháu ngủ mặc quần đái quần cho cái đó má thôi ăn rau mát cố đấy dầm ra ngoài rồi sợ rồi ta nói ăn ra là bổ bổ gì biết không. Dạo này bé nó nóng quá, mẹ cho nó mát rồi. Ý nghĩa là nó thằng bé nổ mụn quá. Mày có nặng mụn đó không? Mày nặng bị thẹo đừng bây giờ đó. Nó hư quá thôi. Quá hư đúng không? Quá hư à. Nó mà nổ mụn phải lo sức khỏe cho nó. Mày nhớ đi bây giờ để nó bị thẹo không ạ? Ờ, cảm ơn, nó mụn nhìn lại đây nó mai nổ quá. Mai nó mụn quá, cái dấu bia nhiều quá. Không, tao lạ cái thông nó mụn. Ta nổ nhọn, ta nổ mộng. Ta nổ lâu quá rồi. Ta nổ mộng, nổ nhọn dưới mà. Ai chứ chống được. Vô. Nắng luôn. Vô. Vô đi. Uống bia đi, chanh. Tiến lên chống được. Được, trời ơi. Chơi đi. Quýnh họ là thoải mái lắm. Rồi, vậy bỏ luôn đi. Rồi. Tính ngủ không? Quyền. 1, 2, 3, vô. Nó nhìn vô dữ trời. Chào không biết không? Trời. Nhìn đừng có lâu băng như xe nổi. Rồi vô. Excellent. Tính thâu đưa lên Việt Nam Bia đầu quá. Anh ấy diễn mà. Ngô nhẹ nhàng nhớ giống nhân. Vô đi. Không có bia không? Có bia liếc. Uống tí bia không? Ngô đêm nhẹ mơ giống nhân. Đêm bỏ tay sốt. Giống như nhị cao mối đầu ngủ yên. Ngô đêm đêm tình tiếng từ lâu rồi có buồn thương hay chưa cho vui lời lớn tiếng thần gì đâu cười cho thôi mười ngón tiếng thần để thôi nhiều lời thôi yêu những gì có ta làm này có người tha rất là hay luôn á mày có nghĩ ta Yeah, mày có bạn guitar nữa rồi. Cho anh nhớ ít người anh yêu. Người yêu anh cố, tôi tình anh đi đâu. Nàng đi hoa ngày cưới, còn tôi nghe đang mở núi. Anh theo ghé không yên. Mày có guitar nữa. Mọi người cùng em vui thương. Hát như
mười lô được mười cái đó là nhạc sĩ tin lắm rồi nơi đổ mưa đừng bà mô mô dùm em một nờ nhé chú. Mô nờ là chú, nhiều nha, nhiều nhổ đi bà con ơi. Mô có nghiệp cho em mô một nờ nhé chú đi bà con ơi. Mô giúp em một nờ nhé chú. Nhé chú nhiều nhổ bà con ơi. Dạ sau đây em xin hát một bài mua thêm. Cố đề mà mình nghe được đâu. Mua thêm. Gì mua thêm là cái gì vậy? Thiệt mơ trắng trắng màu nắng như nhịp trắng. Tiếng nói mềm nụ thèm ngạc ngợi ngủ ngơ nhị người hãy mơ nhắc trong tâm như thơ. Mày hút mẹ hả? Mày mẹ như vậy hả? Mày mẹ là sao? Đang ngọn giấc cười không mày? Ta đang lớn với giấc cười. Căng căng thẳng luôn giấc cười. Mày sao mày không bè đây, sao mày không bè theo? Thôi nếu mà chung á mà nó nói chuyện với cái công chúa mở cửa cái cửa đập 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 phải không, phải một quả mà phải một quả mở cửa bằng gỗ nó khép mình phải dám vào ví von á đập đập đập. Nhông nhúa ơi, mới nhử nhúa. Để nó lại đi, em nó sợ ghê. Chung quá thì nói được rồi chung. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Căng nắng được. Đấy, nhông nhúa mới nhử. Chị nhỏ, anh hiểu con nhỏ. Đúng rồi, nó cái sức mẹ. Trời ơi, đụng quá. Nó khó. Thảo ngồi đi chơi Thảo ơi. Lấy đêm rồi đi. Mắt 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 mắt. Anh nói là bị đớn, chứ đâu phải anh. Thôi là kiểu mà thằng gì thằng thằng cà lâm mày thằng nhà mày mày là súng mua mày vừa cà lâm mà vừa nói không lên tiếng nữa nó gặn mày. Cái một kia ở cửa một chút nữa mà thiệt phải là mày chết mẹ. Chỉ có anh mà. Không có sức luôn. Tuổi hồng thơ ngây mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi, chỉ lại trong tôi một nỗi buồn. Tháng năm cứ trôi dần mãi, tôi chờ tình yêu. Xưa chúng ta chưa trường, dù nhau với mơ hẹn, mơ này bỗng dưng em lại bỏ quên hoa. Chẳng giá điểm nói lên tiếng như thật lòng con trái tim. Xin chúng em
Thả gì? Đó là còn miếng bánh đó, cho mẹ. Thưởng thụ không? Ăn bánh nó nước trà ra ngoài nha. Bỏ nữa rồi, yêu gì vậy chị? Để tôi kêu bỏ nữa, ăn lại đi. Ăn lên ăn, để không anh hai có đụng đụng bánh hoài coi. Anh ngon lên lau miệng cho chị cũng ăn bỏ má để lau miệng thì dính nặng lại với nó giả giả mà bán tôi chơi một tháng. Rồi, anh giả tao đôi khi 18 tháng nhìn ăn luôn, 18 này, ăn được rồi bánh. Lao miệng ra mới đi. Ồ. Oh. Wow. Ồ. Oh. Ăn miếng bánh, miếng trà, xong nó ngọt, còn cái ồ. Ồ giang. Ngọt quá, miếng trà cho ăn. Ok không anh? Chị mấy trăm đó là nhà bạo trợ mà nó đang ngồi đó ngoài rồi đang ngồi rất anh bự mà nhất là anh ăn gì tay đánh ra nhất rồi cái bộ đó thắng hả bộ quên đấu quả nằm dưới nhiều quá không có mấy tao đứng lên cho ngồi ngồi bên Hùng đó ngồi đây ngồi đây ngồi đây ngồi đó nó trụ nữa để nổ người mày bây giờ nó phải là bút trắng cái tôi sức rồi nổ máu được đó mất được thuốc rồi nổ máu 5 đồng ăn này cũng gỡ vô mà bỏ giá chưa giá mà ngày không có gì giá trộn hành trần bỏ hành trần vô nữa thôi thôi hành trần không được đâu anh ở mình mà hành trần làm gì nửa đêm chạy vòng vòng đi đâu anh nói ấy ngại tốn kém cho nhà quà quá phải tiết kiệm bớt thang cái điên quà cầm cái điên thang này lo không sao đâu cái dầm cười này là mình đi qua mai bình. Mẹ ăn nhiều vô làm chi vậy? Mày nếu không nửa đêm thứ nhất bàn tay năm ngon em vẫn kêu xa. Mất dịch rồi bà. Vậy mà cũng nghĩ ra. Đi xa quá. Ủa xa lắm mà. Đi về xa lắm mà. Chứ tao nói sát bên mà. Anh đến mai khoảng 12 giờ đi. Anh em xuống rồi cái vỏ đi vỏ ra. Tao lấy cũng gần lắm mà sao mày không xa. Chuyện xưa rồi Diễm ơi. Ngày mai mày muốn đi chở cho anh đổi xe, chở cho anh đổi xe. Anh xô đi. Để mượn cho anh dọn ra chứ. Để em về cũng